Tối ngày 11 tháng 12, đồn biên phòng Kỳ Khang, ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Án, Sơn Dương, Hải đội 2 đều thuộc bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh và ngư dân đã đưa 7 ngư dân bị sóng đánh chìm tàu trên vùng biển gần đảo Sơn Dương vào bờ an toàn. Sau đó, các ngư dân tiếp tục được cán bộ quân y bộ đội biên phòng kiểm tra sức khỏe và hỗ trợ thức ăn, đồ đạc giữ ấm. Trước đó, sau khi khai thác được hải sản đưa vào bờ, trưa ngày 11 tháng 12, tàu cá mang số hiệu HT-900071TS chở theo 7 ngư dân đều trú tại các thôn Hải Hà, Đông Hà, Tây Hà, tỉnh Hà Tĩnh, do ông Trần Xuân Viện, 54 tuổi, trú tại thôn Hải Hà làm thuyền trưởng ra biển, tiếp tục khai thác hải sản. Tuy nhiên, đến khoảng 13 giờ 30 phút bất ngờ gặp sóng biển lớn, gió thổi mạnh, khiến tàu bị chìm. Lúc này các ngư dân đã kịp thời mang áo phao và bám được vào các canh nhựa nổi lên đên trên biển. Ngay sau khi nhận được tin, các lực lượng đã thông báo cho ngư dân ở gần hiện trường kịp thời đến ứng cứu các ngư dân bị nạn. Đến gần 19 giờ tối cùng ngày, các lực lượng chức năng và ngư dân đã đưa được 7 ngư dân vào cảng Sơn Dương an toàn.